Hello, xin mến chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Để không mất thời gian thì mình xin cập nhật một thông tin, một số thông tin liên quan đến các cái diễn biến gần đây mà tất cả chúng ta cũng đã theo dõi trong suốt thời gian nhiều năm qua liên quan đến hai cái drama chấn động mạng xã hội. Drama đầu tiên đó là drama của vụ án Thuyền Em đã diễn ra các cái biến cố đến hôm nay cũng đã là hơn 4 năm. Nhưng tất cả sự việc liên quan đến Thuyền Em gần đây khiến cho nhiều người quan tâm. Và năm 2020 diễn biến lại liên tục trên mạng xã hội được xuất hiện một nhân vật đó là nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Và kể từ đó drama bà Phương Hằng lại xuất hiện trên không gian mạng, khiến cho khán giả chúng ta tốn rất nhiều thời gian, công sức để theo dõi, để lao vào tìm hiểu mạng xã hội. Không gian mạng xã hội là một nơi để cho chúng ta học hỏi giao lưu kiến thức, nhưng cũng có thể không gian mạng là nơi để tranh đấu về các cái quyền lợi cá nhân, riêng tư, giành lấy các cái vị thế cho bản thân của mỗi cá nhân. Thưa quý vị, trong 2 năm trở lại đây thì chúng ta thấy rằng mạng xã hội rất nóng lên. Và cũng từ đó, cơ quan an ninh mạng đã bắt đầu vào cuộc ráo riết để điều tra rất nhiều các cái vụ án liên quan đến không gian mạng chỉ là ở điều 331. Từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực vào tháng 5 năm 2018, thì chúng ta cũng đã thấy rằng các cái diễn biến và các cái sự cố trên không gian mạng lại xuất hiện càng ngày càng nhiều các cái tình tiết và càng nhiều các cái nhân vật muốn thể hiện, muốn được tôn vinh và muốn nổi cảm trên mạng xã hội. Tiêu biểu điển hình là chúng ta đã thấy rằng là năm 2020 thì xuất hiện hiện tượng của một CEO Nguyễn Phương Hằng. Từ khi Nguyễn Phương Hằng xuất hiện từ cuối năm 20 cho đến kết thúc năm 2021 thì hiện tượng mạng Nguyễn Phương Hằng khiến cho cộng đồng mạng chao đảo bất ngờ. Một nhân vật mang một cái cá tính rất là khác biệt với rất nhiều người khi đã xuất hiện. Với sự tôn vinh của chính bản thân mình, kết hợp với sự ngưỡng mộ theo cái hiệu ứng của hàng triệu người trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, Nguyễn Phương Hằng được tôn vinh như một vị thần, như một vị thánh sống, như một vị Phật sống giữa đời thường. Đó là cái quan điểm suy diễn, cái ảo tưởng của cộng đồng mạng khi nhìn nhận, đánh giá một nhân vật khi xuất hiện, một sự ảo tưởng trên mạng xã hội. Đến bây giờ thì chúng ta cũng đã biết hiện tượng của Nguyễn Phương Hằng cũng đã đi vào lịch sử tố tụng của Việt Nam. Là một phiên tòa, là một bản án, là một bị can, bị cáo vi phạm ở điều 331 được liệt vào trong cái danh sách là một bị can, bị cáo đặc biệt nguy hại cho xã hội. Nguyễn Phương Hằng từ ngày khởi tố và tạm giam ngày 24 tháng 3 cho đến ngày cơ quan điều tra đưa ra ấn định xét xử, Nguyễn Phương Hằng được gia hạn 6 lần gia hạn tạm giam. Mỗi thời khắc của một lần gia hạn là một biến cố về việc điều tra của cơ quan chức năng cần thu thập đầy đủ chứng cứ để đưa ra khởi tố một bị can. Một CEO đúng là chúng ta cũng đã thấy rằng trong cuộc sống hiện thời của một xã hội đương thời hiện đại như thế này, con người khi đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp thì ai cũng có quyền được hiển thụ, được hưởng thụ. Ai cũng có quyền được thể hiện cái đẳng cấp, vị thế của mình trong xã hội. Nhưng cái khác biệt ở đây, Nguyễn Phương Hằng luôn thể hiện cái vị thế của mình là một doanh nhân, một CEO lắm quá nhiều tiền. Và cái vị thế phải là đẳng cấp, phải là hơn người là Phương Hằng mới chịu. Và cái kết trong cuộc chơi này, đó cũng là một cái giá phải trả rất là đắt cho sự ngáo ngơ, ảo tưởng về quyền lực và vị thế. Cho nên đến hôm nay, Phương Hằng phải trả giá sau hơn 13 tháng
từ ngày khởi tố bắt tạm giam, kể cả 6 lần gia hạn tạm giam, thì chừng ấy thời gian cũng đã tạm đủ cho Phương Hằng ngẫm và suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Đến hôm nay thì chúng ta cũng đã biết là đúng ra là ngày 1 tháng 6 sắp tới đây, Nguyễn Phương Hằng sẽ đưa ra xét xử sau hơn 13 tháng tạm giam, gia hạn tạm giam để cho cơ quan chức năng điều tra. Nhưng hôm nay thì rất nhiều các cái trang báo trên thông tin của các cái cổng không gian mạng lại chia sẻ rất nhiều các cái thông tin về việc vụ án bà Phương Hằng chưa được xét xử vào ngày 1 tháng 6 sắp tới đây. Đó cũng là một cái dấu ấn và cũng là một cái dấu hỏi để cho chúng ta biết được vụ án của Nguyễn Phương Hằng chỉ là vụ án ở điều 331, nhưng rất nhiều các cái tình tiết và các cái biến cố trong các cái vấn đề điều tra của cơ quan chức năng. Tại sao đến hôm nay cũng đã là hơn 13 tháng tạm giam, gia hạn tạm giam. Bị can Nguyễn Phương Hằng đã trải qua 6 lần gia hạn tạm giam. Lần cuối cùng là cái mốc cơ quan chức năng đưa ra xét xử. Nhưng có thể lần này vẫn chưa quyết định cái ngày 1 tháng 6 để đưa ra xét xử. Có nghĩa là Phương Hằng sẽ tiếp tục tạm giam thêm lần thứ 7. Và mình xin cập nhật thông tin từ bài viết trên trang báo Tuổi Trẻ lý do tại sao bà Phương Hằng lại chưa có khả năng để đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 6 sắp tới đây. Và liên quan đến ba nhân vật của hiện tượng mạng xã hội thì chúng ta cũng nhắc đến gần đây, có thể là những nhân vật đã tham gia liên quan đến drama của bà Phương Hằng, đó là Hồng Thanh. Và một nhân vật nổi cộm trên không gian mạng được xuất hiện gần đây khi tham gia vào cái drama của Thiền Am. Hai cái drama xuất hiện trong những năm gần đây khiến cho cộng đồng mạng và dư luận đặc biệt quan tâm. Và chúng ta có thể thấy rằng mạng xã hội đang từng ngày càng xuống cấp và khiến cho con người muốn thể hiện vị thế, muốn tôn vinh đẳng cấp của mình là họ lại lao đầu vào, cắm vào cái mạng xã hội này mà tung hô, mà để thể hiện. Mình xin cập nhật lý do tại sao bà Phương Hằng chưa có thể xét xử vào ngày 1 tháng 6 sắp tới đây. Trong bài viết hôm nay thì mình xin nêu ba quan điểm về ba nhân vật nổi cộm trong mạng xã hội trong những năm gần đây. Trước đó thì theo thông tin trên mạng xã hội cũng như một số tờ báo cũng đã chia sẻ thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bà Phương Hằng và 4 đồng phạm về các tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 1 tháng 6 sắp tới đây. Và phiên tòa xét xử bà Phương Hằng sẽ diễn ra từ 5 đến 6 ngày. Đó là thông tin từ các báo chí cũng đã đưa ra một cái phán quyết rất là cụ thể. Nhưng đến hôm nay thì cái dự định này sẽ nằm trong một cái dự kiến là chưa có một cái tính khẳng định cụ thể. Ngoài ra thì mạng xã hội cũng lan truyền một thông tin là tòa sẽ triệu tập 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó có 16 vị luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bị hại liên quan đến vụ án này. Đặc biệt liên quan đến bị cáo Nguyễn Phương Hằng thì có 6 vị luật sư. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online thì một nguồn tin cho biết là thông tin này chưa chính xác. Bên cạnh đó thì thẩm phán Bùi Đức Nam là một thẩm phán được phân công thụ lý để giải quyết vụ án bà Phương Hằng đã lên lịch xét xử bị cáo Nguyễn Kiến Hưng về tội buôn lậu vào ngày 1 tháng 6. Thưa quý vị, như vậy thì các cái thông tin từ báo chí đến bây giờ nó mang tính là mơ hồ, không kiểm chứng và thiếu thực tế hay sao các bạn? Vừa qua thì các cái thông tin mà báo chí tràn lan đã đăng tải trên các cái mặt báo của các cái nguồn tin trên báo chính thống chia sẻ quyết định về việc cơ quan chức năng đã ấn định ngày xét xử bà Phương Hằng là ngày 1 tháng 6. Nhưng bây giờ thì thông tin lại từ các cái nguồn tin cũng chính trên các cái trang báo này cho rằng nguồn tin trên là chưa chính xác. Như vậy thì vụ án của bà Phương Hằng còn những cái vấn đề khuất tất như thế nào, còn những cái ẩn khúc như thế nào,
Mà đến bây giờ là chúng ta đã thấy qua hơn 13 tháng gia hạn tạm giam và tạm giam bà Phương Hằng, nhưng vẫn chưa có một cái kết luận sau cùng, chưa có một cái quyết định để khẳng định ngày xét xử bà Phương Hằng. Bên cạnh đó thì thẩm phán Bùi Đức Nam là một thẩm phán được phân công để giải quyết vụ án bà Phương Hằng, đã lên lịch xét xử bị cáo Nguyễn Kiến Hưng về tội buôn lậu vào ngày 1 tháng 6 sắp tới. Như vậy thì thẩm phán Nguyễn Đức Nam này là người mà cơ quan điều tra, các tòa án cũng đã ấn định ngày xét xử để giao trách nhiệm cho thẩm phán Bùi Đức Nam này thụ lý vụ án bà Phương Hằng. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến cho cộng đồng mạng xã hội được quan tâm rất nhiều. Nhưng cái ngày hôm nay là thẩm phán Bùi Đức Nam này lại lên lịch, đang có lịch để xét xử cho một vụ án buôn lậu vào ngày 1 tháng 6 này, đó là bị cáo Nguyễn Kiến Hưng. Như vậy thì sao các bạn? Chẳng lẽ cơ quan chức năng lại không có sự phối hợp logic, lại không có sự đồng thuận về các cái quyết định đưa ra một cái bản án cho một phiên tòa như thế này, trong khi một vị thẩm phán nhưng đã được cơ quan chức năng ấn định hai phiên tòa cùng một ngày, cùng một thời gian như thế này? Thì sao các bạn? Đây không phải là sự nhầm lẫn, bởi vì cái thời gian này là cũng quá là đủ và rất là lâu rồi. Vụ án bà Phương Hằng thì rất là kéo dài thời gian và tốn rất nhiều giấy bút cũng như công sức của các cơ quan điều tra. Ấy, nhưng mà hôm nay thì báo chí và cơ quan chức năng lại ra cái thông báo cho rằng đó là thông tin về việc mà xét xử bà Phương Hằng vào ngày 1 tháng 6 sắp tới là chưa chính xác, bởi vì thẩm phán Bùi Đức Nam đang thụ lý và đang nhận xét xử cho một bản án khác là Nguyễn Kiến Hưng về tội buôn lậu cũng trùng vào ngày 1 tháng 6. Như vậy không lẽ cơ quan chức năng lại gấp rút, lại bận biểu đến nỗi mà không dàn xếp được cái thời gian, không ấn định được cái ngày giờ để giao cho một vị thẩm phán như thế này, mà để cho vị thẩm phán này trùng ngày trùng giờ như vậy, để đến bây giờ là cái quyết định xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng mà cộng đồng mạng và hàng triệu người trong nước và ngoài nước đang quan tâm, đang chờ cái ngày kết quả như thế này lại không cụ thể và chưa chính xác. Thì là sao các bạn? Rất là khó hiểu. Theo nội dung vụ án thì bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng xã hội với các phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ các thông tin không đúng sự thật hoặc là các thông tin chưa được kiểm chứng về việc bà Phương Hằng xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân của nhiều người. Bà Phương Hằng đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà như Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, ca sĩ Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà, trái với quy định của pháp luật. Hey, như vậy thì chúng ta thấy để coi cái câu mà trái với quy định pháp luật này như thế nào các bạn. Theo nội dung vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng xã hội với các phát ngôn bịa đặt về nguồn tin không đúng sự thật là trái với quy định pháp luật, đúng rồi. Nhưng đến bây giờ chúng ta thấy rằng là liên quan trong vụ án này thì có ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thu Hà và ông Huỳnh Công Tăng là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng trong suốt thời gian tạo ra cái drama này. Như vậy phiên tòa sẽ chưa diễn ra vào ngày 1 tháng 6 sắp tới mà sẽ được tổ chức vào một thời điểm khác. Như vậy là sao các bạn? Khó hiểu quá ha. Cơ quan chức năng có thể là không phối hợp với báo chí hay là sao? Ấy, khi báo chí đưa tin là phải lấy nguồn tin từ cơ quan điều tra, cơ quan chức năng,
đúng không? Nhưng mà đến bây giờ thì báo chí cho rằng là tất cả các cái vấn đề này chỉ là một nguồn tin chưa chính xác. Như vậy là sao? Khiến cho người dân và cộng đồng mạng đang mập mờ về cái vấn đề này. Đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị và về việc điều tra đối với vụ án của bà Phương Hằng là thời gian cũng khá là dài để quyết định đưa ra cái ấn định ngày khởi xét xử là ngày 1 tháng 6 sắp tới đây. Nhưng hôm nay không hiểu lý do trục trặc như thế nào mà báo chí là viết rằng sẽ chưa xét xử bà Phương Hằng vào ngày 1 tháng 6 sắp tới. Lý do là thẩm phán Bùi Đức Nam này đã trùng ngày xét xử cùng với một phiên tòa về tội buôn lậu vào ngày 1 tháng 6. Đây, như vậy chẳng lẽ trong cái vụ án này chỉ có một thẩm phán Bùi Đức Nam này là người có thể điều khiển và dàn xếp cái phiên tòa này, mà mình cũng không hiểu lý do tại sao mà đến bây giờ báo chí lại nói rằng là các cái thông tin về việc mà cho rằng các cái nguồn tin chia sẻ về cái ngày bà Phương Hằng xét xử vào ngày 1 tháng 6 tới là không chính xác các bạn. Rất là khó hiểu ha. Khó hiểu, cho nên có thể là cái vụ án của bà Phương Hằng này còn rất nhiều các cái điều khuất tất và ẩn khuất phía sau đó. Cho nên việc điều tra của cơ quan chức năng rất là tốn thời gian và tốn rất nhiều các cái nguồn lực. Nhưng đến bây giờ thì cái việc mà cộng đồng mạng xã hội và hàng triệu triệu người trong nước và ngoài nước đang quan tâm đến cái vụ án này thì đang vẫn còn dửng dưng, chưa biết được cái kết quả của việc xét xử bà Phương Hằng là vào ngày nào nữa. Rất là khó hiểu, mình đọc cái bài báo này nhưng mà mình cũng không hiểu được là cái vấn đề và cái quyết định của cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra và các ngành tòa án tư pháp của phía Nam này họ đưa ra một cái phán quyết như thế này, nó mang tính chất là đến bây giờ nó quá là phụ thuộc vào ông thẩm phán Bùi Đức Nam này. Trong bài viết hôm nay thì cho rằng là lý do là thẩm phán Bùi Đức Nam này đang nhận hợp đồng về một vụ án xét xử về tội buôn lậu đối với bị cáo Nguyễn Kiến Hưng cũng vào ngày 1 tháng 6 này. Như vậy không lẽ là cơ quan chức năng và báo chí họ nhầm lẫn sao? Đây rất là khó hiểu, nhưng đến bây giờ thì chúng ta vẫn chỉ là những khán giả, những người tham gia và đang trông chờ cái vụ án và cái phiên tòa của bà Phương Hằng này như thế nào. Thưa quý vị, đó là cái nội dung đầu tiên mình chia sẻ đến quý vị và các bạn, và cái các cái diễn biến tiếp theo là những nhân vật mà chúng ta đang quan tâm liên quan đến mạng xã hội gần đây mà được nhiều người trên cộng đồng mạng quan tâm, đó là nhân vật luật sư ẩn danh Hồng Sơn và luật sư Thanh Trần. Với biệt danh là luật sư ẩn danh, trước khi xuất hiện trên mạng xã hội thì Hồng Sơn thường xuất hiện rất nhiều trên các kênh YouTube, trên mạng xã hội, được tôn vinh, được nhân danh là một luật sư ẩn danh của mạng xã hội để chia sẻ liên quan đến các vấn đề pháp lý đối với vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai và các cái biến cố và diễn biến của Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì luật sư ẩn danh Hồng Sơn này thường xuyên xuất hiện rất là nhiệt tình, chia sẻ những bài phát biểu về quan điểm cá nhân của mình, nêu những cái ý tưởng về vấn đề pháp lý liên quan đến các cái diễn biến của vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai, được nhiều người khán giả trên cộng đồng mạng quan tâm và ngưỡng mộ luật sư ẩn danh Hồng Sơn này. Đến khi Hồng Sơn xuất hiện trực tiếp hiện diện trên kênh Nhật Ký Luật Sư qua rất nhiều bài viết, đến bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng luật sư ẩn danh Hồng Sơn chỉ là một luật sư được nhân danh trên mạng xã hội. Đấy, qua rất nhiều thời gian
để chúng ta nắm bắt hiểu rõ nguồn gốc thân thế của vị luật sư này như thế nào. Thì đến bây giờ chúng ta cũng đã biết được sự bộc bạch và vạch trần của cộng đồng mạng liên quan đến nhân vật nổi cộm Hồng Sơn này. Vừa qua, vụ lùm xùm liên quan đến sự cố của Thiền Am sau khi bản án phúc thẩm vừa kết thúc, phiên tòa điều 331 vừa kết thúc, thì rất nhiều các cái biến cố xảy ra về sự tranh đua xung đột giữa Phan Thiền Am, trong đó có luật sư ẩn danh. Trước đây thì luật sư ẩn danh chỉ xuất hiện với nhân cách là một luật sư ẩn danh, cũng giống như một khán giả, cũng giống như một nhân vật góp tiếng nói cho cộng đồng mạng, thay vào đó để tham gia chia sẻ về vấn đề pháp lý để ủng hộ tinh thần cho các fan và những người theo dõi vụ án Thiền Am này hiểu biết thêm về kiến thức pháp luật. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta đã thấy lộ dần rất rõ về nhân thân, vị thế của vị luật sư ẩn danh Hồng Sơn này, cũng đã được cộng đồng mạng vạch trần và tiết lộ rất nhiều các cái ẩn khúc về thân thế cũng như là trình độ. Và những điều đến bây giờ cũng là một cái dấu hỏi mà chúng ta đang cần luật sư ẩn danh Hồng Sơn này phải trả lời, phải công minh, chính trực, phải danh chính ngôn thuận để cộng đồng mạng biết anh ta là ai, là người như thế nào. Nếu là một luật sư thực thụ thì hãy đem cái kiến thức, hãy đem cái tâm huyết và cái tâm của mình để phục vụ cho cộng đồng trước mắt, phục vụ cho cộng đồng bởi những cái kiến thức mà anh đã hiểu. Cái thứ hai, với nhân cách là một khán giả ủng hộ yêu mến Thiền Am, thì anh phục vụ bằng cái tâm nhiệt huyết để đưa ra những cái nhận định pháp lý để giúp, để hỗ trợ cộng đồng mạng Phan Thiền Am, kể cả là các thành viên trong Thiền Am, để tìm cái giải pháp giúp Thiền Am thoát khỏi các cái đại nạn liên quan đến mạng xã hội, liên quan đến pháp lý. Đó mới là người được gọi là danh chính ngôn thuận. Đã là danh chính ngôn thuận thì phải chứng minh được trình độ, nghiệp vụ, thân thế, tên tuổi, vị thế của mình công khai. Đường đường chính chính là một vị luật sư thì phải là như vậy. Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn thấy rằng Hồng Sơn chỉ là một cái ẩn số mà chúng ta đang tò mò tìm hiểu, và để sớm mong rằng Hồng Sơn sẽ có một cái phán quyết sau cùng để biết được đích danh anh là ai. Có phải là một vị luật sư thực thụ hay là những người để giả dạng tiếng nói của cộng đồng mạng để nhân danh, để nhắm vào cái mục đích để tôn vinh, để trục lợi, để lập lừa niềm tin của khán giả hay không? Vừa qua thì trên bài viết mới đây nhất của Minh Tú, sau nhiều ngày đi tìm cái sự thật về luật sư ẩn danh Hồng Sơn này, thì Minh Tú cũng đã có chia sẻ cái vấn đề rất là rõ ràng về việc Minh Tú cố chứng minh được thân thế của Hồng Sơn là như thế nào. Ngày hôm qua thì trên bài viết của Minh Tú cũng khẳng định là Minh Tú cũng đã có đi nhiều các cái tỉnh thành để tìm ra cái thân thế của Hồng Sơn này. Sao mà nó khó quá vậy các bạn? Ê, phải không? Để chứng minh một điều như thế này thì khiến cho cộng đồng mạng đến bây giờ vẫn đặt nhiều cái niềm hoài nghi, nghi vấn về cái nhân vật Hồng Sơn này. Thực thực ảo ảo, giả giả thực thực như thế nào? Là một người tài trí đức thì phải là danh chính ngôn thuận đi, phải đường đường chính chính thể hiện vị thế của mình đi. Đấy, bây giờ là thể hiện một cách rất là ẩn ý, mang tính thách thức. Ai muốn biết thì tới nhà, ai muốn tìm hiểu thì tới nhà. Đó là một cái câu hỏi đố khiến cho chúng ta đặt rất nhiều các nghi vấn về vị luật sư ẩn danh này. Nhưng chứng minh điều này thì qua tất cả các cái thời gian chúng ta cũng đã theo dõi để hiểu được thân thế của Hồng Sơn. Bên cạnh đó thì sự nhiệt tình của Minh Tú cố tìm cái chân lý để vạch trần và để đem lại cái minh chứng cho sự thật này qua tất cả các cái cáo buộc của Hồng Sơn đã kết tội, ghép tội cho Minh Tú và những người
liên quan đến fan của Thiền Am. Đến bây giờ thì ngày hôm qua Minh Tú cũng đã chứng minh được cho rằng đó là Minh Tú đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng không ai chứng minh được Hồng Sơn là thuộc đoàn luật sư nào, thuộc liên đoàn luật sư của Việt Nam, và kể cả là các chi nhánh cũng như là các cái tên tuổi trong đoàn luật sư thì cũng chưa ai chứng minh được và chưa ai biết và chưa nhìn thấy được Hồng Sơn này là ai. Đấy, như vậy thì thực ảo và thực hư về cái nhân vật Hồng Sơn này xuất ẩn xuất hiện. Nếu là một vị luật sư thực thụ thì không phải là xuất hiện với một cái phong thái, xuất hiện với một cái phong cách và những cái bài chia sẻ của anh trên mạng xã hội gần đây khiến cho khán giả đặt rất nhiều các nghi vấn. Một luật sư thực thụ thì không có thể là đứng ra tranh đua, ganh tị, so bì, soi mói về cuộc sống đời tư của các cá nhân, của những con người bình thường. Một luật sư thực thụ không bao giờ đi đấu tố, triệt hạ, miệt thị đồng đội của mình. Kể cả những anh em, những khán giả đang ủng hộ, đang tin vào mình. Đấy, còn Hồng Sơn thì sao? Có phải là một luật sư thực thụ hay không? Là một luật sư thực thụ thì nếu Hồng Sơn đã nhân danh mình là một luật sư mà đi lên cộng đồng mạng để công kích đấu tố xúc phạm vô khống nhiều người thì chắc chắn anh đã vi phạm đạo đức về giá trị nghề nghiệp. Chúng ta cũng vẫn hiểu điều này. Còn nếu như không phải là luật sư mà nhân danh là luật sư thì đó là điều đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng về việc lọc lừa niềm tin, đánh tráo khái niệm để ma mị người đời, khiến cho hàng triệu người phải lâm vào cảnh là oan khiên, nghiệp chướng khi, nghi oan, nghĩ xấu, vu khống cho nhiều người. Đó là cái tội mà Hồng Sơn phải trả giá cho cuộc chơi này. Đây không phải là một cuộc chơi để trêu đùa với cái trò mèo vờn chuột, mà nó còn liên quan đến cái nhân cách, giá trị, nhân sinh quan của con người, liên quan đến cái luật nhân quả nữa Hồng Sơn. Đấy, các bạn thấy không, đến bây giờ chưa có một cái câu giải đáp được. Chúng ta có thể tạm đánh giá một nhân vật được mệnh danh là luật sư khi tham gia mạng xã hội từ trước đến nay. Các bạn có thể nhìn thấy từ phong thái, dáng dấp, trình độ. Một luật sư lên mạng xã hội chia sẻ thì có một cái phong thái rất là đỉnh đạt lịch sự, đỉnh đạt lịch sự. Ví dụ như luật sư Trần Văn Sĩ, ví dụ như năm luật sư bảo vệ cho Thiền Am, họ không bao giờ có những cái bản tính sân si, nhỏ mọn, hèn hạ, đấu tố, lôi đồng nghiệp mình ra để miệt thị. Các bạn thấy phong cách của luật sư Hồng Sơn lên mạng xã hội, mỗi cái bài phát biểu của anh thể hiện cái thái độ rất là căng, rất là cay. Ăn nói thì chỉ chỏ, chỉ thẳng mặt, vung tay, quơ tay, múa chân, tỏ một cái thái độ, một cái hành động nó không xứng đáng, nó mang tính là rất là phản cảm của một người trí thức. Thấy không? Các bạn để ý những cái bài chia sẻ của Hồng Sơn gần đây. Anh lên mạng xã hội, anh chỉ tay này, anh vung, nói chung là quơ tay múa chân để thể hiện cái biểu cảm, cái cảm xúc của anh, gây một cái sự bất hòa. Nó không có ở con người trí thức như vậy được. Những con người trí thức thực sự thì họ lên chia sẻ, dù rằng một người là không phải nhân danh là luật sư đi, một người hiểu biết thực sự bình thường, họ không bao giờ mà lên chia sẻ, nói về ai thì không bao giờ mà giơ tay họ chỉ mặt, hay hoặc là vung tay múa chân. Đó là những cái động tác của những người vô thức, vô học trong xã hội, chứ không phải là một người luật sư nhân danh thực thụ như Hồng Sơn. Các bạn để ý đấy, những bài viết gần đây của Hồng Sơn thể hiện cái thái độ rất là căng. Căng ở đây là rất là cay, cay với một cái thái độ là mang tính là trả đũa, hàng học,
đến những con người mà Hồng Sơn nhắm đến. Các bài chia sẻ Hồng Sơn chỉ mặt chỉ tay, vung tay, quơ tay múa chân. Thiếu có điều là nếu như anh ở một cái sân khấu thì các bạn có thể đánh giá nhân vật Hồng Sơn này có xứng đáng, xứng tầm là một vị luật sư không các bạn? Nhân cách của một vị luật sư, thực thụ người ta rất là điềm đạm, nhân trí đức người ta thể hiện rất là rõ. Chứ không có ai mà một người trình độ uyên thâm mà lên mạng mà vung tay quơ chân chỉ chỏ mày tao mi tớ như vậy đâu. Không có, chưa, các bạn chưa bao giờ thấy. Chỉ những người tầm thường bình thường trong xã hội. Và nếu như Hồng Sơn không nhân danh, không xưng danh mình là một luật sư, là một người trí thức, là người uyên thâm hơn người ấy, thì xã hội còn có thể là cảm nhận và chịu được. Còn đằng này Hồng Sơn lại nhân danh mình là tài cao trí đức hơn người, trình độ uyên thâm hơn người, là một luật sư thực thụ tham gia mạng xã hội. Nhưng cái thái độ phong cách nó không xứng tầm. Nó chỉ đáng những kẻ mà họ gọi là ngưu tầm ngưu đó các bạn. Nó tầm thường trong xã hội. Ăn nói phong thái là quơ tay vung chân là các bạn đủ biết là không có ai mà luật sư lên mạng xã hội mà hàng học với một cái thái độ như vậy. Đấy, ở luật sư Hồng Sơn. Còn về Hồng Thanh thì các bạn cũng có thể nhìn nhận một cái phong thái rất là tương đồng với Hồng Sơn. Một cái thái độ cương trực, không phải là mang cái tính thẳng thắn, nhưng cái cương trực ở đây mang tính bướng bỉnh, mang một cái thái độ là bất đồng quan điểm, mang một cái thái độ là phản đối chống phá, thiếu hợp tác. Thanh Trần đưa ra những cái nhận định, những cái phán quyết mang tính mâu thuẫn, chia rẽ hội nhóm cộng đồng mạng hơn là chia rẽ về cái vấn đề kinh nghiệm cuộc sống để cho chúng ta hàn gắn và tôn vinh cái nét đẹp của người trí thức. Các bạn thấy không, Thanh Trần lên nói chuyện này ngắt ngay: xin thưa, tôi là tự xưng, kể cả là dùng những ngôn từ thô tục như mày tao mi tớ, những ngôn tục mang tính chửi rủa hơn thua hàng học. Đó là luật thư Thanh Trần có. Thấy không? Từ nhân cách của những con người này, chúng ta có thể tạm đánh giá họ có xứng đáng để ngồi trong cái vị thế của những người trí thức mà mang danh là luật sư như thế này hay không các bạn. Và vừa qua liên quan đến các cái đấu thố thì Thanh Trần cũng đã có dấu đen trong liên đoàn luật sư, khi đã có rất nhiều đơn tố cáo cô về các cái thái độ và cũng như hành động vu khống mang tính quy chụp, đưa ra các cái nhận định mang tính thiếu thuyết phục và mang tính là vu khống ở đây, cho nên rất nhiều đơn tố cáo. Và vừa qua liên đoàn luật sư cũng đã có họp hội và quyết định đưa ra kiểm điểm đối với luật sư Thanh Trần. Nhưng những cái thông tin về các cái chuyện đời tư của Thanh Trần thì được nằm trong một cái điều bí ẩn mà chúng ta bây giờ chưa biết được, khi báo chí cũng như các cơ quan chưa công bố. Nhưng chúng ta cũng có thể suy đoán được Thanh Trần đã vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp. Cho nên cái sự ngông ngáo gần đây của Thanh Trần đang cai cộng đồng mạng khi lôi ra và vạch trần tất cả các cái sự thật của cô liên quan đến các cái diễn biến của mạng xã hội. Đấy, chúng ta thấy hiện tượng của mạng xã hội xuất hiện ba nhân vật vào năm 2021-22 đến hôm nay là năm 2023, thì hai nhân vật này lại nổi cộm hơn trên các cái nhân vật mà được nổi tiếng mà cộng đồng mạng đang quan tâm sau bà Phương Hằng, đó là Thanh Trần và Hồng Sơn. Trong khi là luật an ninh mạng đã có hiệu lực và cộng đồng mạng đã rất quan tâm và cơ quan chức năng cũng đã quan tâm đến rất nhiều các cái hành vi sai phạm của các tổ chức cá nhân khi đăng tải chia sẻ những nội dung mang tính chất thù hằn, gây hấn và xúc phạm liên quan đến đời tư cá nhân của nhiều người, vi phạm trong các cái điều khoản, các cái điều luật mà Bộ Luật Hình Sự cũng đã nêu ra. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy những con người này họ biết luật nhưng họ vẫn cố chấp để vi phạm pháp luật.
Một luật sư thanh trần đã biết luật nhưng vẫn lên tranh đấu vu khống. À, chia sẻ những cái nội dung, những cái nhận định mang tính là hiềm khích, chia rẽ tinh thần đoàn kết. Như vậy có xứng tầm là những người tài trí đức và vị thế trong xã hội hay không? Còn luật sư Hồng Sơn thì luôn đưa ra những cái giả thiết và những cái nhận định tự tôn vinh ca ngợi cho bản thân của mình. Nhưng thực tế anh đang là một nhân vật hư ảo của mạng xã hội này. Không ai biết anh là ai cả. Đấy, cái sự tung hô quá trớn, cái sự ảo tưởng về quyền lực và vị thế trên mạng xã hội thì những con người này đang khiến cho cộng đồng mạng đặt nhiều các nghi vấn và khiến cho cái mạng xã hội này đảo lộn trong nhiều năm qua. Đến bây giờ cũng chưa có hồi kết. Em xin chào chị Hoa Nguyễn Ba. Hồng Sơn dài mặt, còn Hồng Thanh thì tráo trở. Xin chào Hải Trần. Hồng Sơn là luật sư dõm mà. Xin chào Phan Ngọc Dung. Xin chào Sen Cô. Xin chào Linh Lê. Ẩn danh Hồng Sơn, chú học phải 10 cái bill. Xin chào, xin chào Nguyễn Thị Biện, xin chào Hiền Đặng. Thưa quý vị, như vậy thì đến bây giờ chúng ta đã thấy rằng là ba nhân vật này đã xuất hiện trên mạng xã hội này trong nhiều năm qua, khiến cho cộng đồng mạng phải mất thời gian, phải tốn kém nhiều công sức để theo dõi, để đặt nhiều cái niềm tin bên cạnh những cái nghi hoặc trong những nhân vật này. Vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thì đến bây giờ cũng đang còn trong một cái sự chưa có một cái tính khẳng định cho ngày ấn định để xét xử. Đấy là một vụ án mà khiến cho cộng đồng mạng quan tâm đến như vậy đó, mà hôm nay báo chí và cơ quan điều tra vẫn chưa quyết định và khẳng định được cái ngày xét xử bà Phương Hằng là ngày nào. Đó là thay đổi về lịch trình. Những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là trong một phiên tòa nhưng lại một vị thẩm phán, nhưng cái lịch trình của vị thẩm phán này là đã nhận đến hai phiên tòa, hai bản án rồi trong cùng một ngày. Như vậy thì sao? Chắc chắn là họ phải có sự phối hợp, họ phải có sự chia sẻ cái thông tin này để kết hợp với nhau cho nó có tính logic, chứ sao lại nó trùng hợp một cách khó hiểu như thế này. Đến bây giờ để cho cộng đồng có nhiều cái suy nghĩ nó mang tính tiêu cực sao. Đấy. Còn những nhân vật mà chúng ta quan tâm hiện nay thì các bạn cũng đã thấy á, Thanh Trần và Hồng Sơn thì những ngày gần đây luôn được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi để hiểu, để nhìn nhận về thực hư của hai con người này, có xứng đáng là một luật sư của mạng xã hội hay không, có đúng là những người mà khán giả đang quan tâm, đang theo dõi trước đây, họ có bị lọc lừa niềm tin hay không. Nhưng đến bây giờ thì hai con người này vẫn chưa chứng minh được, vẫn còn cái sự suy diễn, vẫn còn mông lung về trách nhiệm và vị thế của mình. Trong cái vụ việc này thì chiều nay mình cũng có chia sẻ cái bài viết liên quan đến việc mà các cái hành vi sai phạm của Hồng Thanh trước đây đã bị ông luật sư Đặng Anh Quân tố cáo, gửi đơn ra tòa án hình sự về việc vu khống, nhục mạ đến Hồng Sơn trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Và kết quả thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy được cái kết quả là Thanh Trần có bị liên đoàn luật sư kỷ luật về đạo đức hành nghề hay không. Nhưng thời gian trước Tết đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng Thanh Trần rất tích cực khi tham gia mạng xã hội, thể hiện một cái tâm trí rất là ngáo ngơ, luôn
tự cho mình và tự khẳng định vị thế của mình, nhưng chưa chứng minh được trình độ và nghiệp vụ của mình trên con đường sự nghiệp. Xin chào chị Hoa Nguyễn Ba. Luật sư gì mà nói bằng chứng vu khống 6.000 đô và 10 cái bill quả quyết là có mà giờ đánh trống lại. Đó là những điều mà chúng ta đã có thể thấy và chứng minh được. Những con người này họ tráo trở, họ lọc lừa niềm tin của khán giả, họ coi khán giả và những người đang tin tưởng cổ xí họ giống như những người thiếu hiểu biết. Đó. Vụ 6.000 đô, vụ cô hoa, vụ 10 cái bill đã chứng minh, đã rõ ràng, minh bạch là như vậy rồi. Đó là một câu chuyện của một vở kịch của những con người đê tiện, hèn hạ trong xã hội này. Muốn được lòng mình để vùi dập, để vu khống, vu oan cho nhiều người. Đấy, họ chà đạp lên nhân phẩm giá trị của nhiều con người như vậy. Mà họ không thấy được trách nhiệm của họ. Đấy. Hồng Sơn thì luôn tráo trở khẳng định về vụ 10 cái bill. Ha, ông đã nắm trong tay. Đến giờ này ông khẳng định rằng là trước quan tòa thì tôi mới chứng minh được. Thấy không? Một cái sự tráo trở mang tính léo lường, không công nhận được các hành vi sai phạm của mình, trong khi là cái thực tế của sự việc, là cái bản chất của sự việc đã minh bạch rõ ràng, đó là một cái chiêu trò rồi. Đấy. Đến cái sự cố thứ hai là liên quan đến để chứng minh được Hồng Sơn là luật sư giả hay luật sư thiệt. Luật sư hiện tại hay là một luật sư ẩn danh cũng không chứng minh được. Tại sao họ lại coi cái tôi của mình lớn như vậy mà họ không thấy được cái trách nhiệm của mình khi đang thể hiện, đang tôn vinh cái vị thế của mình trước hàng triệu người đang nghe, đang tin mình. Như vậy họ đánh lừa một cách tráo trở như vậy, họ không thấy hổ thẹn. Họ không thấy cái sai lầm của họ là một cái tội lỗi rất là lớn không? Các bạn thấy không? Những con người này không biết là tâm can của họ như thế nào. Cái sai lầm của họ là một cái tội lỗi rất lớn. Không phải là cá nhân họ đã gieo ra, mà họ đã liên lụy, đã sai khiến, đã họ đã đi dẫn dụ hàng triệu người phải nghe theo họ, phải đồng quan điểm với họ, phải vu khống, phải xúc phạm đến nhiều người như vậy mà họ vẫn không công nhận được cái hành vi sai phạm của họ. Như vậy thì cái tội này không phải là đơn giản đâu các bạn. Nhưng đến bây giờ họ vẫn dửng dưng để phủi bỏ, họ vẫn cố chấp để phủi bỏ. Họ không cho rằng họ là có tội. Đây là một cái sự ảo tưởng khi đằng sau họ, bên cạnh họ, rất nhiều người tung hô và tin tưởng ca ngợi họ. Nhưng họ không thấy được bên cạnh họ là ai. Giặc hay là thù hay là những người trân quý họ. Chẳng lẽ họ không nhìn ra mà có thể rằng là họ đã lỡ theo cái cuộc chơi này rồi. Họ đã lỡ phóng lao rồi, họ đã lỡ ảo tưởng theo một cái quyền vị của họ, cho nên họ đã cắm đầu chạy theo một cái hư ảo mà họ không biết được cái đích đến là như thế nào các bạn. Chắc chắn rằng trong cuộc chơi này nếu như phanh phui vạch trần ra thì cái giá của họ phải trả là không hề đơn giản đâu các bạn. Không biết cái máy của mình ngày hôm qua, không biết sao mình chia sẻ mà khi bình thường đó thì mình dồn lên không thấy ai bình luận hết. Nhưng mà mình vào lại cái máy kia mình theo dõi thì mình thấy rất nhiều người bình luận. Cho nên là mình không trả lời trực tiếp được. Sau đó là mình thấy mình xuống like rồi mình thấy rất nhiều người vào bình luận chia sẻ ủng hộ về cái quan điểm của mình. Nhưng mà trên like thì mình thấy có rất là ít người các bạn. Không hiểu là và lại là cái kênh của mình trong mấy ngày hôm nay, tại sao mà mình vào kênh mình dẫn lại á, thì cái đường link đường dẫn nó hình như nó không xuất hiện lại các bạn. Hình như nó cũng có cái vấn đề gì trục trặc. Có thể là
họ không đồng quan điểm với mình, cho nên họ có thể làm ảnh hưởng đến cái kênh của mình và mình không biết được điều đó. Mình thấy rằng trong cái kênh của mình mấy ngày hôm nay có điều gì đó hình như nó khác lạ sao các bạn. Mình bấm vào thì cái đường dẫn, đường link nó không ra, mà mình phải bấm 2-3 lần nó mới ra được. Và khi mình đang chia sẻ với các bạn muốn trả lời thì những ngày hôm qua mình đang chia sẻ thì mình thấy rằng đó là có mấy chục người chia sẻ hay. Nhưng khi mình xuống like rồi bắt đầu mình vào qua cái máy kia mình xem lại cái đường like của mình thì mình thấy rất là nhiều, hàng trăm người, rất nhiều người vào bình luận chia sẻ ủng hộ mình, nhưng mình không biết, mình không chào hỏi được. Không biết lý do gì các bạn. Cho nên đó là một, cũng là một cái là món đồ không thể thiếu của các chị em khi hè đến. Cái điều mà mình cảm thấy nó có cái gì đó. Đây, như bây giờ là mình ngày hôm qua mình vào cái máy khác thì mình thấy rất nhiều các cái bình luận, nhưng mà mình đang chia sẻ mình thấy là có mấy chục người. Mình cứ tưởng là tại sao hôm nay lại ít người như vậy. Nhưng mà thật khi mình qua cái máy khác là mình thấy rất là nhiều người. Không biết lý do gì á. Rồi bây giờ mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn. Tối nay thì mình cũng lên chia sẻ thêm về những cái diễn biến gần đây của những nhân vật mà chúng ta đang quan tâm thôi. Mạng xã hội bây giờ thì cũng đang rất là trông chờ nhân danh của những con người này để chúng ta biết thực sự họ là ai, để chúng ta khỏi bị lầm đường lạc lối và chúng ta khỏi phải nghi oan, nghĩ xấu cho nhiều người. Đó là cái điều mà chúng ta quan tâm, nhưng những con người này họ chưa chứng minh được. Thực sự thì trong cái vụ việc này nó rất còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể đặt rất nhiều các cái nghi vấn. Hiện tại thì các bạn thấy đó, Thanh Trần trước đây khi liên quan đến drama của bà Phượng Hằng là có thể là bị liên đoàn luật sư cảnh báo về cái đạo đức nghề nghiệp. Nhưng cái thông tin đó thì chưa có một cái thông báo nào cụ thể, nhưng suy đoán qua cái bài viết chiều nay mình cập nhật, mình thấy lại thì chắc chắn là Thanh Trần sẽ bị đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm về các cái hành vi sai phạm của cô để cô trả lời được. Vừa qua thì trong một cái bài chia sẻ, Thanh Trần có nói rằng là Thanh Trần sẽ đóng kênh hình như trước Tết á, sau khi là Thanh Trần không còn tham gia mạng xã hội này nữa, và Thanh Trần sẽ giao cái kênh lại cho Hồng Sơn quản lý. Thì đó cũng là một cái dấu ấn để chúng ta biết rằng là Thanh Trần đang rơi vào một cái trạng thái là đang bị nằm trong cái tầm kiểm soát của Liên đoàn Luật sư, và cũng đã có những cái hành vi sai phạm pháp luật khi rất nhiều đơn tố cáo đến với Thanh Trần này. Rồi, mình xin gửi lời tổng chào một lần nữa. Xin cảm ơn chị Hoa, xin cảm ơn rất nhiều các anh chị. Xin chào anh Trần Hai, xin chào Phan Ngọc Dung, xin chào Senko, xin chào. Bây giờ cũng đã là hơn 11 giờ rồi. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian giao lưu và chia sẻ cùng mình. Đến đây thì mình xin kết thúc luồng live này. Xin mến chúc quý vị, anh chị trong và ngoài nước có cuộc sống luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.